Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Tai Thêm.com. Video này mình sẽ giới thiệu sản phẩm iPad Air cũ mình mua ở cái shop, ở cửa hàng, không mua trên mạng. Và mua cũ nhưng mà thực sự nó rất là mới. Về máy tính bảng thì iPad là vô đối rồi. Đây là mặt sau của sản phẩm. Đó, camera. Đây là phiên bản có 4G nhá, chứ không chỉ Wi-Fi riêng như con iPad 2017 lần trước mình mua. Theo ý kiến của mình thì không nên mua iPad cũ ở trên mạng, nên ra cửa hàng mua và test trực tiếp cho an tâm, dễ bảo hành và đổi trả. Mình mua ở shop này thì được bảo hành 1 năm, nếu thêm 6 tháng hay 1 năm nữa thì thêm 300 đến 500 nghìn, được thay pin miễn phí trong 6 tháng. Cổng sạc Lightning và loa. Ở trên có jack 3.5 và nút nguồn, giải anten 4G. Cạnh phải có tăng giảm âm lượng và nút tắt tiếng, bật tiếng. Màn hình rất là đẹp luôn. Các bạn nên mua ở mấy cái shop uy tín như là Hoàng Hà, Cellphones hoặc là Nhật Cường. Khi mua các bạn hỏi rõ là điểm chết thở sáng thì có được bảo hành không, được đổi mới không. Ở đây mình mua thì điểm chết thở sáng được đổi mới thoải mái. Đây là cái con iPad 2017 lần trước mình mua. Mình sẽ so sánh hai con này. Vâng, màn hình con iPad Air thì đẹp hơn con iPad 2017, nhưng hiệu năng của nó không bằng thôi, vì ra trước khá là lâu rồi. iPad Air cũ này mình mua giá 5 triệu nhé, 5 triệu con này quá ngon và rẻ. Con này mới thì không có, nếu bạn muốn mua iPad 2017 mới thì mình để link mua dưới video. Còn iPad Air cũ thì các bạn ra shop mua. Về độ dày thì nó cũng gần tương đương nhau, 2017 thì cầm nặng hơn chút. Màn hình iPad Air rất là đẹp. Bình thường thì hở sáng và điểm chết thì rất khó xem vào ban ngày. Thì nếu mà được bảo hành thì các bạn cứ mang về nhà kiểm tra, nếu lỗi thì hôm sau mang đổi trả thoải mái. Nâng camera vẫn còn rất là đẹp. Kiểm tra vỏ máy thì chỉ cần hở một chút là mình biết máy nào đã tháo rồi. Chúng ta kiểm tra sóng wifi, mạng 3G 4G xem vào ngon không. Kiểm tra số series sau máy có trùng trong setting cài đặt không. Kiểm tra xem có sạc được không, nghe loa ngoài ổn không, cắm tai nghe vào xem được không, camera chụp ngon không, các nút tăng giảm volume, nút home, nút nguồn bấm có nhạy không. Và quan trọng nữa là xem máy có dính iCloud không, dính thì phải xóa iCloud trước khi mang về. Ok, các bạn có thắc mắc gì về con iPad này, muốn có câu hỏi gì thì cứ comment bên dưới mình sẽ giải đáp. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Ok, như vậy là video này mình đã giới thiệu sản phẩm iPad Air cũ mua ở ngoài cửa hàng. Nó cũ nhưng rất là tốt, giá 5 triệu. Các bạn cảm thấy video có ích, like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất. Các bạn muốn mình review sản phẩm nào comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye. iPad dùng phê lắm anh em ạ.